Có lẽ quý vị và các bạn cũng chưa biết rằng quả nho cũng là một thực phẩm có thể chiết xuất làm nên những điều kỳ diệu. Từ nho, các nhà khoa học chiết xuất ra chất resveratrol giúp phòng bệnh tim mạch và huyết áp. Từ kết quả nghiên cứu khoa học của Phòng Nghiên cứu Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, người ta đã chiết xuất được chất resveratrol từ nho. Tác dụng của resveratrol: giảm mỡ máu, hạ thấp cholesterol, chống oxy hóa hiệu quả, giảm bớt các chất ứ đọng trên thành mạch máu, giúp đỡ và duy trì chức năng của các tiểu huyết cầu, giảm bớt sự dính kết của các tiểu huyết cầu, phòng bệnh tim mạch, cao huyết áp. Chất resveratrol còn có tác dụng ức chế các tế bào ung thư trong quá trình chúng sản sinh, thúc tiến và phát triển. Resveratrol là chất được tiết ra trong quá trình phát triển của nho nhằm tránh sản sinh nấm độc khiến nho bị nát. Resveratrol có nhiều trong vỏ quả nho, trong thân cây nho, trong củi nho và tinh nước nho thì ít hơn. Thành phần cấu tạo chủ yếu bao gồm chất tự nhiên chiết xuất từ thân cây nho và tinh bột này có thể giúp điều tiết mỡ trong máu, phù hợp với những người cao huyết áp và người có mỡ trong máu.